Bây giờ là 6 giờ 50 phút sáng, quý vị và các bạn đang theo dõi Cà phê ngày mới trực tiếp trên kênh VTC9 và ở phần còn lại của khung giờ đầu tiên của Cà phê ngày mới, chúng ta sẽ cùng đến với từng mục điểm báo. Nữa tôi và chị Phương Thảo sẽ cùng điểm qua những cái bài báo đáng chú ý trên các trang báo số ra sáng nay để gửi đến quý vị và các bạn. Thưa quý vị, xung quanh câu chuyện nóng nhất trong đời sống đô thị hiện tại đó chính là câu chuyện người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn khiến nội thành ngập trong rác thải. Thì trên báo lao động sáng nay trên trang 3 có bài viết đốt rác lấy điện lối mở cho vấn đề rác thải ở tại Hà Nội. Theo bài viết này thì để xử lý hàng ngàn tấn rác mỗi ngày, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã lên kế hoạch xây dựng chấp thuận đầu tư 4 nhà máy đốt rác phát điện phấn đấu đến năm 2021 đi vào hoạt động. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng các dự án này đang bị vướng do ảnh hưởng tới dịch Covid-19, lực lượng chuyên gia và công nhân kỹ thuật nước ngoài không thể sang Việt Nam nên tiến độ dự án chậm lại. Dù theo kế hoạch dự án điện rác Nam Sơn sẽ chạy thử vào tháng 11 năm 2020 và đưa vào vận hành vào tháng 12 năm 2020. Theo các chuyên gia, vấn đề rác thải tại Hà Nội, ngoài việc khẩn trương xây dựng các nhà máy đốt rác hiện tại thì Hà Nội cần có thêm những chính sách, cơ chế mang tính đặc thù trong việc bảo vệ môi trường. Và theo luật thủ đô có hiệu lực từ năm 2013 có ghi trên địa bàn thủ đô nghiêm cấm săn lấp lấn chiếm gây ô nhiễm sông suối hồ công viên vườn hoa khu vực công cộng chặt phá rừng cây xanh xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường sử dụng diện tích công viên vườn hoa công cộng sai chức năng và mục đích việc cải tạo sông suối hồ bị ô nhiễm suy thoái cạn kiệt phải phù hợp với quy định về kiến trúc cảnh quan môi trường của thủ đô tuy nhiên việc thực hiện luật này vẫn còn nhiều hạn chế bộ máy quản lý nhà nước về môi trường nói chung Cán bộ quản lý môi trường các cấp còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu quá trình phân cấp quản lý và lực lượng thanh tra vẫn còn mỏng, chưa có hệ thống thanh tra chuyên ngành và những hệ lụy của nó như thế nào mời quý vị và các bạn tìm đọc trên trang 3 của báo Lao động số ra sáng nay. Vẫn xoay quanh câu chuyện về việc xử lý rác thải thì trên báo Người lao động có bài phân tích, lập lại bài toán về quản lý rác lý rác thải được đăng tải trên trang 7 chúng ta hãy cùng điểm qua. Qua đánh giá sơ bộ có hai khái niệm mà thành phố Hồ Chí Minh chưa làm được vẫn còn tình trạng rác thải ra đường, ra kênh rạch nơi công cộng. Lượng rác thải mỗi năm chưa giảm, ngược lại rác thải dự báo đã tăng 10% một năm. Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung thực hiện hai nhiệm vụ tối quan trọng, đó là lập các trạm cân rác rác thải độc lập tại các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố như khu Đa Phước huyện Bình Chánh và Phước Hiệp huyện Củ Chi nhằm kiểm soát xác định số lượng rác cần rượu cân và không để toàn quyền của các công ty quản lý tự quản cầu cân như hiện nay vì rủi ro số liệu có thể xảy ra. Bên cạnh đó, việc thiết lập lại chương trình thu gom xà bần hay còn gọi là rác thải trong việc xây dựng, việc này trước đây đã thực hiện và dừng vào năm 2008. Kể cả công tác vớt rác trên kênh, nếu tách bạch chương trình này, lượng rác thải của thành phố sẽ giảm rất nhiều. Hiện nay, chất thải xây dựng ước tính là chiếm 30% tỷ trọng rượng lượng thác của thành phố. Trước mắt thì nên giao nhiệm vụ này cho các công ty công ích hay công ty môi trường thành phố đô thị thực hiện và hỗ trợ kinh phí trong kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm. Nếu tăng thu gom xà bần và chất thải xây dựng, thì lượng rác thải sinh hoạt qua cầu cân của các trạm xử lý sẽ giảm, lợi ích kinh tế cũng sẽ rất tăng. Trên báo Giao thông số ra sáng nay có một bài phóng sự điều tra rất đáng chú ý với tựa đề là Bắc Giang, Chủ tịch xã chống lưng cho Bến Thủy không phép, dấu chấm hỏi. Và thông tin bài viết này được đăng tải trên trang 6, rất đáng chú ý thưa quý vị. Theo bài viết thì mặc dù nhiều lần được cấp trên yêu cầu xử lý đứt điểm các bến thủy nội địa, trạm trộn bê tông không phép, nhưng Chủ tịch xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang chưa thực hiện. Thậm chí ông này còn bị tố là chống lưng cho người nhà và các đơn vị liên quan hoạt động bến thủy không phép trong thời gian dài nhiều người dân thôn đạo ngàn hai xã quang châu huyện việt yên tỉnh bắc giang phản ánh ông nguyễn tài hải chủ tịch ủy ban nhân dân xã quang châu đang chống lưng bao che cho các bến thủy nội địa không phép trên địa bàn Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên đại diện phòng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông tỉnh Bắc Giang đều cho rằng việc kiểm tra xử lý gặp rất nhiều khó khăn do các đơn vị đều thiếu phương tiện tuần tra và xử lý trên sông. Để rộng đường dư luận, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Tài Hải, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Quang Châu để tìm hiểu thông tin nhưng ông này không hợp tác. Cụ thể vụ việc này như thế nào và liệu là có việc chống lưng đối với bến thủy không phép hay không? Mời quý vị và các bạn tìm đọc bài điều tra này trên trang 6 của báo giao thông. Và tiếp theo một điểm báo chúng ta hãy cùng đến với mạng giáo dục. Một câu chuyện giáo dục không thể không nhắc tới được đăng tải trên báo Giao thông. Trang 9 số ra sáng nay có tiêu đề sóng ngầm lợi ích đại học tư thục lại nổi lên. Theo đó, thì cuộc chiến tranh chấp giữa các trường ngoài công lập diễn ra suốt gần 20 năm nay nhưng song vẫn chưa có hướng giải quyết. Trước vụ tranh chấp nội bộ tại Trường Đại học Kinh doanh và Đại học Công nghệ Hà Nội, hàng loạt câu chuyện tương tự đã diễn ra suốt gần 20 năm nay, sóng ngầm lợi ích từ các đại học tư thục lại nổi lên. Năm nay tại các trường dân lập, điển hình là vụ tranh chấp hội đồng quản trị tại Đại học Hoa Sen đã 5 năm tới vẫn chưa thể xét xử. Hay trước đó là cuộc tranh chấp triền miên kéo dài hơn chục năm tại Đại học Hùng Vương do mâu thuẫn giữa các thành viên trong hội đồng quản trị. Theo các chuyên gia giáo dục, nguồn cơn tranh chấp xuất phát từ bất cập thể chế, trước hết từ thông tư 45 của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2014 về quy định việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục. Quy định này không tính tới sự thay đổi bản chất sở hữu của nhà trường khi chuyển từ trường dân lập vốn là sở hữu tập thể qua trường tư thục là sở hữu tư nhân. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo vô tình tước đoạt quyền làm chủ của một số bộ phận lớn các thành viên của trường dân lập, những người đã đóng góp rất nhiều công sức để tạo nên thương hiệu của nhà trường và buộc họ phải trở thành những người làm thuê. Để tháo gỡ những bế tắc trên, Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam đã nhiều lần đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chính phủ điều chỉnh lại nội dung của thông tư 45. Tuy nhiên tới nay, kiến nghị này vẫn chưa có hồi đáp. cũng là một tin đáng chú ý ở trong lĩnh vực giáo dục thì trong thời gian gần đây có một câu hỏi mà rất nhiều quý vị phụ huynh có con em đang du học ở tại nước ngoài đều đặt ra đó là du học sinh nước ngoài có thể về nước để học tiếp đại học tại Việt Nam hay không và để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này thì trên trang chính của báo tuổi trẻ số ra sáng nay đã có một bài viết để đưa ra rất là nhiều uh, những cái phân tích hết sức thấu đáo theo đó, thì ngày 16 tháng 7, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố các yêu cầu tiếp nhận du học sinh Việt Nam cũng như sinh viên quốc tế có nhu cầu chuyển trường đại học ở nước ngoài về học tại Việt Nam. Theo đó, trường sẽ căn cứ vào chương trình học tập và kết quả học tập của sinh viên ở nước ngoài để xem xét miễn và công nhận tính chỉ cho sinh viên theo quy chế đào tạo. Các du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế có thể đăng ký học tập một số học phần theo nguyện vọng. Khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ được nhà trường cấp chứng nhận hoàn thành học phần kèm theo kết quả học tập, tức là course certificate lãnh đạo vụ giáo dục đại học thuộc Bộ Dục Đào tạo cho biết các trường tiếp nhận du học sinh Việt Nam về nước căn cứ theo thông tư số 10 trên 2014, ban hành quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài. Điều 10 khoảng 3 của thông tư này có quy định, lưu học sinh cho tốt nghiệp về nước nếu có nguyện vọng được học tiếp trong nước và có đủ hồ sơ theo quy định được đăng ký học tiếp tại các cơ sở giáo dục trong nước. Thủ trưởng cơ sở giáo dục có trách nhiệm giải quyết thủ tục tiếp nhận lưu học sinh về trong học tiếp theo tại cơ sở giáo dục của mình. Thời hạn giải quyết thủ tục tiếp nhận tối đa là 30 ngày làm việc và kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. cũng trên báo tuổi trẻ thì có một bài viết y tế rất đáng lưu tâm được đăng tải trên trang 15 với nhan đề ngộ độc vì hóa chất tích tụ lâu ngày. Theo khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ uh, thành phố Cần Thơ, mới đây thì khoa vừa tiếp nhận trường hợp một bệnh nhi là bé trai 15 tuổi đã được chuyển đến từ một bệnh viện tỉnh Hậu Giang trong tình trạng hôn mê sâu, mạch và huyết áp không đo được. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp ngộ độc phốt pho hữu cơ nặng và khó chuẩn đoán. Nguyên nhân là do em bị ngộ độc phốt pho hữu cơ qua da hoặc qua đường hô hấp trong thời gian dài vì nhà em có chứa khá nhiều loại chất hóa học bảo vệ thực vật, trong đó có thuốc trừ sâu nhóm phốt pho hữu cơ. Trong cơ thể quá trình bảo quản và sử dụng không đúng cách, bé trai đã tiếp xúc và bị ngộ độc chất tích tụ. Bác sĩ cho biết, độc chất tích tụ từ ngày này sang ngày khác đã gây nên tình trạng nguy hiểm và có nhiều loại độc chất gây ngộ độc cho con người, không chỉ qua đường uống đặc biệt đối với các loại thuốc bảo vệ thực vật thuốc trừ sâu có thể gây ngộ độc khi tiếp xúc trực tiếp do là ngấm qua da hít phải qua đường hô hấp đặc biệt là đối với trẻ em thì nguy cơ ngộ độc càng cao vì vậy khuyến cáo người dân không nên chủ quan không cho trẻ đến gần những nơi lưu giữ và khu vực xịt thuốc bảo vệ thực vật cần có kho bảo quản hóa chất riêng biệt và có khóa cũng như là ngăn cách với khu nhà ở đồng thời khi phun xịt thì chúng ta cần phải trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ và để có thông tin cụ thể cũng như những khuyến cáo cần thiết đối với các bậc phụ huynh, mời quý vị và các bạn tìm đọc trên trang 16 của báo Tuổi Trẻ số ra sáng nay. Và cũng có một câu chuyện văn hóa rất được quan tâm trong thời gian vừa qua, đó chính là cái việc những cái nhà văn, giới văn nghệ sĩ và nhà văn nhà thơ tự bán sách của mình. Trên trang 18 của báo Thanh Niên có một cái nhìn sâu sắc về vấn đề này như sau. À, nếu như trước đây thì các tác giả chỉ trông chờ vào đứa con tinh thần may mắn lọt vào mắt xanh của nhà xuất bản để in và lãnh nhuận bút thì xu thế ấy bây giờ đã thay đổi khi có nhiều nhà văn trẻ thích tự chủ động trong khâu in ấn phát hành sách sự phát triển của internet lan tỏa khắp nơi kể cả vùng sâu vùng xa giúp nhà văn bán sách qua mạng có nhiều lợi thế hơn so với những kênh phát hành truyền thống thông qua các trang mạng xã hội độc giả có thể đặt mua sách rồi đề nghị nhà văn hoặc là nhà thơ và những cái độc giả này à, ký lên những cái cuốn sách của mình À, và theo như nhà văn Nguyễn Phong Việt chia sẻ một khi người viết đã tin vào nội dung cuốn sách đủ hay thì tại sao không làm thêm động thái chủ động bán cuốn sách của mình thông qua các trang mạng xã hội chính sự chủ động này còn giúp người viết tiếp nhận được những phản hồi rất tốt từ phía độc giả à, nhà văn Nguyễn Phong Việt cũng chia sẻ tôi rất vui vì những đầu sách bán chạy từ chính những cái bút trải hiện nay họ đã tìm được gu đọc của mình gu đọc của người hiện đại góp phần nhìn giữa văn hóa đọc điều mà bản thân tôi phải học hỏi Tuy nhiên để bán được nhiều sách, ngoài nội dung hay thì nó phải gần gũi với người hiện đại. Chưa kể muốn sách bán chạy thì cần phải có kế hoạch quảng bá thích hợp hơn. Bởi vậy nhà văn đi bán sách vừa có dịp gần hơn với độc giả để lắng nghe họ đang muốn gì, viết gì lại vừa gỡ khó cho thị trường. Và cụ thể thông tin bài viết này thì mời quý vị và các bạn tìm đọc trên trang 18 của báo Thanh niên số ra sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị và các bạn rất nhiều thông tin đáng chú ý trên các mặt báo số ra sáng nay.